Hàm mặt là vùng có hệ thống mạch máu, thần kinh, nuôi dưỡng phong phú. Khi viêm nhiễm rất dễ bị sưng nề. Đây cũng là vùng có liên quan chặt chẽ với nhiều cơ quan quan trọng tại đầu mặt cổ. Do vậy mà viêm nhiễm vùng hàm mặt rất dễ trở thành những biến chứng nguy hiểm. Đây là bệnh thường gặp, chiếm tỷ lệ tương đối cao. Bệnh do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng nguyên nhân do răng và vệ sinh răng miệng là chủ yếu. Vâng thưa quý vị, ngoài những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe thì viêm nhiễm vùng hàm mặt thường gây sưng tấy, phù nề kéo dài, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Điều trị viêm nhiễm vùng hàm mặt như thế nào để hiệu quả và tránh tái phát, đó là chủ đề chương trình hôm nay của chúng tôi. Xin giới thiệu khách mời của chương trình, đó là bác sĩ Huân Ngọc Công Minh đến từ bệnh viện Răng Hàm Mặt Huế. Trước hết thì bác sĩ có thể cho quý vị khán giả được biết là các loại viêm nhiễm thường gặp ở vùng hàm mặt đó là gì ạ? Thứ nhất là phải đề cập đến là viêm nhiễm do răng. Đó là viêm nhiễm quanh răng, viêm tủy, viêm chóp răng. Ngoài ra còn có một số loại viêm nhiễm có thể đề cập đến như là các loại nang này, các u bội nhiễm, một số cái áp xe, tức là các tình trạng viêm nhiễm và tụ mủ. Và hơn nữa là còn một số tình trạng từ các vết thương mà không được chăm sóc kỹ lưỡng cũng có thể gây viêm nhiễm. Hoặc là tình trạng là zona ở các nhánh thần kinh ở vùng mặt sẽ gây các mụn nước, nếu không chăm sóc kỹ thì cũng gây ra tình trạng viêm nhiễm vùng hàm mặt. Có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, từ những trẻ nhỏ cho đến những người lớn, thậm chí là những người già cũng đều xuất hiện tình trạng viêm nhiễm vùng hàm mặt. Đối với trẻ nhỏ thì tình trạng viêm nhiễm thường hay gặp nhất là áp xe và viêm tủy. Còn đối với người lớn thì tình trạng sẽ gặp tình trạng nhiều hơn, đối như là tình trạng nang hoặc là u bội nhiễm hoặc là các vết thương không được xử trí kịp thời thì sẽ gây tình trạng viêm nhiễm thường nhiều hơn. Đó là cái mặt bệnh phổ biến. Như vậy thì có thể thấy rằng là có rất là nhiều loại viêm nhiễm mà chúng ta thường gặp phải ở vùng hàm mặt. Vậy thì nguyên nhân của những tình trạng này là do đâu ạ? Thường gặp nhất, một cái nguyên nhân thường gặp nhất là xuất phát từ răng miệng. Khi mà răng bị sâu này, bị viêm tủy, hoại tử tủy này, nếu không được điều trị kịp thời hoặc là điều trị không chính xác thì cái tình trạng viêm nhiễm này sẽ tiếp tục lan tỏa rộng hơn, sâu hơn, ảnh hưởng trực tiếp tạo thành các nang, các khối u hoặc là bội nhiễm, hoặc là từ các vết thương, chấn thương vùng hàm mặt. Thì nếu không được điều trị, không được chăm sóc kỹ thì cũng sẽ dễ bội nhiễm. Có tình trạng zona ở vùng hàm mặt, tức là virus nó sẽ khu trú ở các dây thần kinh vùng hàm mặt. Khi nó hoạt động sẽ tạo thành các mụn nước ở vùng hàm mặt. Và cái mụn nước này khi vỡ ra thì nếu không chăm sóc kỹ thì cực kỳ là dễ viêm nhiễm, tạo thành các viêm nhiễm vùng hàm mặt. Với rất là nhiều tình trạng mà bác sĩ Công Minh đã vừa đề cập đến thì chắc hẳn là mỗi tình trạng như vậy thì nó sẽ có những biểu hiện khác nhau. Tuy nhiên là có những biểu hiện chung gì mà chúng ta có thể nhận biết được hay không ạ? Viêm nhiễm thì thường chúng ta có thể đúc rút bằng 4 từ là sưng, nóng, đỏ và đau. Sưng là gì? Thì khi viêm nhiễm thì cái khu vực viêm nhiễm máu sẽ dồn tới rất là nhiều, tạo thành các khối sưng lên. Đau thì là một trong những cái điển hình của việc viêm nhiễm rồi. Đỏ là vì sao? Là vì máu tới, cho nên cái khu vực da hoặc là cái niêm mạc ở cái vùng đó nó trở nên đỏ hơn, tấy. Và nóng là thường là sẽ khu vực da hoặc niêm mạc đó sẽ nóng hơn so với vùng da lành, hoặc là bệnh nhân sẽ có cảm giác là bị sốt, tăng nhiệt độ cơ thể. Đó là phản ứng chung. Còn ngoài ra đối với vùng hàm mặt thì còn một số cái đặc trưng riêng, đó là việc có thể bị tái đi, tái lại, kéo dài, tạo thành các lỗ giò, tạo thành khiến cho bị mất cân xứng vùng mặt. Đấy là những cái đặc trưng tương đối là điển hình của vùng viêm nhiễm vùng hàm mặt. Và còn một cái biến chứng tương đối nặng mà thường hay gặp nữa là lỗ giò, thì thường xuất hiện tình trạng mủ hoặc chảy dịch. Vâng, và khi mà gặp tình trạng đó thì bệnh đã trở nặng, đúng không ạ? Dạ vâng. Vậy thì nếu như mà những trường hợp mà chúng ta không có phát hiện và điều trị kịp thời thì nó sẽ gây ra những biến chứng như thế nào ạ? Biến chứng mình hay gặp nhất, nó là thứ nhất là ảnh hưởng đến cái chức năng hoạt động, như bệnh nhân không ăn nhai được này, tiêu xương này, bệnh nhân sẽ mất răng này, thậm chí tạo thành các lỗ giò từ trong vùng miệng, thậm chí là ra ngoài mặt, ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề thẩm mỹ của bệnh nhân. Rồi những cái sưng đau không được điều trị kịp thời, viêm nhiễm quá là lan rộng, nó sẽ tạo thành những viêm tấy, ảnh hưởng đến các bộ phận xung quanh, giống như là ảnh hưởng đến xương, ảnh hưởng đến xoang hàm,
hoặc là viêm tấy lan tỏa, thậm chí nặng nề hơn là có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết. Cụ thể thì bác sĩ Công Minh có thể là đưa ra những cái trường hợp mà các bệnh nhân đến thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Huế và gặp phải những biến chứng nặng. Những cái biến chứng nặng mình hay thực hiện và hay xử lý cho bệnh nhân nhất thì có thể nói đến là nang, tức là cái viêm nhiễm của vùng hàm mặt đã vượt ra khỏi phần của răng và tiến triển tạo thành một cái khu vực dưới chóp chân răng của bệnh nhân, nó tạo thành một cái khối nhiễm trùng và nó gây tiêu xương, gây cho bệnh nhân sưng đau nhiều, thậm chí là sưng mặt, ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Thì đấy là một trong những cái biến chứng mình hay gặp nhất. Ngoài ra còn một số trường hợp giống như là áp xe, tức là tụ mủ, thì lên mà mình cũng vẫn phải xử lý những bệnh nhân như thế, bởi vì nó tình trạng gây nhức rất là nhiều mà ảnh hưởng khiến cho bệnh nhân rất là khó ăn nhai. Thêm một số trường hợp ít gặp hơn nữa thì vẫn là những cái viêm nhiễm vùng hàm mặt, lỗ giò thì bọn mình cũng có gặp, nhưng mà tỷ lệ cũng ít hơn so với những mặt bệnh mình vừa kể trên. Vâng, thưa quý vị, như là chia sẻ của bác sĩ Công Minh thì viêm nhiễm vùng hàm mặt nó rất là dễ mắc phải, biểu hiện của bệnh thì cũng rất là đa dạng. Quan trọng đó là cần xác định rõ nguyên nhân thì mới có thể là giải quyết dứt điểm được tình trạng này. Và tiếp theo chương trình, xin mời quý vị khán giả đến với một trường hợp viêm nhiễm hàm mặt được điều trị tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Huế. Thời gian gần đây, kinh tế xã hội phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao về vật chất lẫn tinh thần. Cùng với đó là những tiến bộ lớn của y khoa trong dự phòng và điều trị bệnh, trong đó có các bệnh lý về răng miệng. Tuy nhiên, tình trạng viêm nhiễm cấp và mãn tính do răng miệng vẫn còn là vấn đề quan tâm lớn của ngành y tế và của toàn xã hội. Viêm nhiễm vùng miệng, hàm mặt là bệnh thường gặp ở bất cứ lứa tuổi nào. Biểu hiện bắt đầu có thể nhẹ nên việc chẩn đoán và điều trị đơn giản. Tuy nhiên, cũng có trường hợp nặng, chẩn đoán khó và điều trị phức tạp. Thậm chí có thể dẫn đến những biến chứng nặng, nguy hiểm đến tính mạng nếu không chẩn đoán đúng và xử trí kịp thời. Bệnh nhân này 34 tuổi, bị sâu răng nhưng lại để lâu không xử lý, khiến ổ nhiễm trùng lan rộng. Ổ nhiễm trùng tiếp tục phát triển sâu hơn xuống xương hàm, phía dưới các răng 47 và 48, khiến sưng đau nhiều ở vùng hàm má. Vì tình trạng viêm nhiễm đã nghiêm trọng và có biến chứng, nên để đảm bảo an toàn cũng như điều trị hiệu quả, các bác sĩ áp dụng phương pháp phẫu thuật gây mê cho bệnh nhân. Cái nang mà đau, bội nhiễm, đau nhiều lần, thường đáp ứng thuốc tê nó sẽ kém, làm thì sợ bệnh nhân sẽ bị đau nhiều. Và thứ hai nữa là phía dưới của các nhiễm trùng đấy sẽ có ống thần kinh răng dưới. Cho nên mình quyết định là tư vấn bệnh nhân nhổ gây mê để tránh tình trạng thứ nhất là đau, và thứ hai là để vào phòng mổ thì mình dễ kiểm soát đầy đủ dụng cụ hơn là việc mình thực hiện phẫu thuật ở trên ghế nha khoa bình thường. Vâng, đó là lý do mà chúng ta cần phải gây mê khi mà tiến hành điều trị phẫu thuật cho bệnh nhân. Cụ thể là đối với bệnh nhân này thì sẽ có cả bước can thiệp điều trị như thế nào thưa bác sĩ? Vâng. Bệnh nhân này tới với bọn mình là vì bệnh nhân bị sưng đau kéo dài vùng răng cối lớn hàm dưới phía bên phải. Nó khiến cho bệnh nhân rất là khó ăn nhai và vệ sinh răng miệng. Cho nên khi họ tới thì để thăm khám về tình trạng bệnh như thế, mình cũng đã chụp phim kiểm tra thì phát hiện dưới hai chóp chân răng có hai cái nang tương đối lớn. Nếu mà thực hiện trên ghế thì sẽ rất là đau và ảnh hưởng trực tiếp đến bệnh nhân. Nếu mà họ không hợp tác tốt thì có thể việc điều trị của mình sẽ không được thành công trọn vẹn. Thì bọn mình sẽ quyết định tới là tư vấn bệnh nhân là việc gây mê. Thì sau khi gây mê thì tiến hành nhổ các răng nguyên nhân, nạo sạch cái nạo cắt nang ở dưới chóp hai chân răng, bơm rửa sạch và khâu đóng, và sau đó thì sẽ thực hiện điều trị nội khoa để cho ổn định lại vết thương của bệnh nhân. Và đối với cả bệnh nhân như thế này thì trước và sau khi điều trị và phẫu thuật thì chúng ta cần phải lưu ý gì để có thể là nhanh hồi phục và nó tránh tái phát ạ?
Việc tránh tái phát thì mình đã cố gắng trong phòng mổ để làm sạch tối đa cho bệnh nhân. Còn việc để nhanh hồi phục thì quan trọng nhất là phải hợp tác thực hiện phác đồ điều trị của bác sĩ đề ra, điều trị đúng kịp thời, và thứ hai là phải vệ sinh răng miệng thật là tốt, vì môi trường miệng là một môi trường không sạch, ăn uống các thứ đều có, nếu không vệ sinh kỹ thì có thể gây viêm nhiễm ngược lại cho vết thương. Và tăng cường các vận động, rồi độ ăn uống phải đủ dinh dưỡng. Biết là sau khi phẫu thuật xong thường là cũng vấn đề ăn nhai sẽ gặp khó khăn cho bệnh nhân, nhưng phải ăn đủ chất thì vấn đề lành thương nó mới tốt được. Còn chúng ta cũng không nên nghe theo những cái mẹo dân gian để tránh ảnh hưởng đến quá trình lành thương. Thưa bác sĩ Công Minh, đây là một cái trường hợp mà cụ thể, còn đối với những trường hợp mà viêm nhiễm ở vùng hàm mặt khác thì chúng ta sẽ có những phác đồ điều trị như thế nào ạ? Thứ nhất là chúng ta phải điều trị nội khoa cho tình trạng ổn định đã. Sau đó chúng ta sẽ xử lý, can thiệp đối với nguyên nhân gây ra tình trạng viêm nhiễm đó. Và sau khi xử lý điều trị thì chúng ta sẽ tiếp tục ổn định, điều trị ổn định cho bệnh nhân và tái phục hồi lại chức năng nếu mà ảnh hưởng đến chức năng của bệnh nhân. Thì đó là cái chung đối với các loại điều trị. Còn thường trong răng hàm mặt cũng theo nguyên tắc đó. Đặc biệt thì với áp xe thì mình sẽ phải thực hiện việc trích rạch áp xe là một loại thủ thuật để thoát dịch mủ hoàn toàn, thoát dịch mủ, sau đó tiếp tục điều trị nội khoa để vết thương ổn định. Như vậy thì cái phác đồ điều trị thì nó sẽ dựa trên những cái cơ sở gì ạ thưa bác sĩ? Thứ nhất là dựa theo tình trạng của bệnh nhân, thể trạng của bệnh nhân. Thứ hai nữa là theo cái mức độ của tiến triển của tình trạng viêm. Thứ ba nữa là theo mặt bệnh để mà có những phác đồ điều trị riêng biệt. Và nguyên nhân, và theo một vấn đề nữa là theo nguyên nhân gây ra tình trạng đó thì sẽ phải, để xử lý cái nguyên nhân đó thì sẽ có những cái phương án xử trí can thiệp khác nhau từng bệnh nhân và trên từng mặt bệnh. Tùy độ tuổi thì phương pháp điều trị nó sẽ có sự khác biệt với nhau. Giống như trẻ nhỏ thì hệ răng của nó, răng thì còn những nhiều răng sữa thì vẫn sẽ còn tỷ lệ nó sẽ vẫn thay đi thế được bằng răng vĩnh viễn sau này. Trong tương lai thì bạn ấy sẽ còn thay răng nữa. Điều trị triệu chứng kết hợp với điều trị nguyên nhân. Nhưng điều trị nguyên nhân có thể nhiều khi nó không thể nào dứt điểm hoàn toàn được. Còn đối với người lớn thì việc điều trị của nó sẽ có sự khác biệt, giống như tôi nói lúc nãy. Triệu chứng sẽ diễn ra nhiều hơn, ồ ạt hơn, nặng nề hơn. Vì thế chúng ta phải điều trị nội khoa trước, sao cho tình trạng viêm nhiễm ổn định. Sau đó điều trị dứt điểm nguyên nhân thì mới tránh nguy cơ tái phát. Mình có gặp một số trường hợp bệnh nhân, đó là việc họ điều trị ở những cái cơ sở nha khoa không có uy tín, không có chuyên môn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như ảnh hưởng đến, nó gây ra tình trạng viêm nhiễm rất nhiều ở vùng răng miệng của bệnh nhân. Khi mà họ điều trị phục hình răng giả, làm răng giả cho bệnh nhân, thay việc vì việc họ nhổ các chân răng đã bị hư hại, họ không nhổ mà họ chỉ làm các răng phục hình lên thẳng các chân răng đó. Sau này khi mà bệnh nhân đau nhiều, hình thành các nang chân răng, nang ở các chân răng nằm dưới các cầu răng hoặc là các răng giả, việc phá cầu ra mà làm thì nó bệnh nhân không đủ kinh tế mà làm, thì mình buộc phải sử dụng các phương pháp tương đối nặng nề để mà điều trị dứt điểm cho bệnh nhân, để giải quyết cái hậu quả mà do sự điều trị sai ở các đơn vị không có chuyên môn gây ra. Với những thông tin mà bác sĩ Công Minh vừa chia sẻ thì có thể thấy rằng là viêm nhiễm ở vùng hàm mặt thì nó sẽ gây ra những biến chứng rất là nghiêm trọng. Vậy thì chúng ta có thể là dự phòng được bệnh hay không? Bác sĩ có thể đưa ra những lời khuyên cho quý vị khán giả. Dạ vâng. Để dự phòng vùng viêm nhiễm vùng hàm mặt thì thứ nhất là chúng ta nên kiểm tra sức khỏe định kỳ ở những cơ sở có uy tín và có chất lượng, vệ sinh răng miệng kỹ, tốt. Còn ngoài ra nâng cao thể trạng và sử dụng các phương pháp vệ sinh phù hợp. Chúng ta có những cái bệnh, khi đã có những tiền sử bệnh rồi, chúng ta cần phải lưu ý hơn nữa, chăm sóc vệ sinh răng miệng tốt, chăm sóc những vết thương tốt để tránh những biến chứng xảy ra ở trên vùng hàm mặt. Tức là khi gặp phải những vấn đề gì ở vùng hàm mặt thì chúng ta cần phải đến với các cơ sở y tế chuyên khoa để được kiểm tra, tham khảo và điều trị kịp thời ạ. Thưa bác sĩ, với chủ đề này thì chúng tôi cũng nhận được những câu hỏi từ phía quý vị khán giả. Câu hỏi đầu tiên, thưa bác sĩ, con tôi năm nay là 11 tuổi. Khi 7 tuổi thì cháu bị sâu răng
có đi khám và trạm răng. Hai tuần nay thì chân răng bị sưng và nổi cục u mềm có mụ màu trắng và màu vàng ở quanh cái phần chân răng. Tôi có mua thuốc kháng sinh cho cháu uống nhưng mà không hết viêm. Xin hỏi phương pháp điều trị cho cháu là như thế nào? Dạ. Đối với trường hợp này thì bạn ấy đang ở tuổi là 11 tuổi, là một hệ răng hỗn hợp. Hệ răng hỗn hợp là một hệ răng vừa có cả răng sữa và răng vĩnh viễn. Cho nên chúng ta cứ coi chia như trường hợp đi. Nếu chẳng hạn như đây là một răng sữa thì có lẽ cũng đã đến gần đến tuổi mà thay răng, thì chúng sẽ phải lên kiểm tra xem răng đấy có cần thiết phải điều trị nữa không, hay là đã đến tuổi để thực hiện việc nhổ răng sữa hay chưa. Còn nếu mà trường hợp răng vĩnh viễn thì bọn mình cũng phải kiểm tra lại là nếu trường hợp răng đấy cái vấn đề viêm nhiễm này là của nha chu, tức là vùng nướu xung quanh răng, hay là vấn đề do viêm tủy răng gây ra, viêm tủy răng, viêm quanh chóp răng gây ra. Nếu vấn đề là của nha chu thì chúng ta thực hiện điều trị nha chu. Còn nếu là ảnh hưởng đến trực tiếp đến tủy răng rồi thì tùy theo cái mức độ viêm nhiễm của răng thì sẽ thực hiện việc điều trị tủy và phục hồi răng cho bạn ấy. Gia đình nên đưa bạn ấy đến một cơ sở y tế, cơ sở nha khoa để mà kiểm tra và chụp phim để đánh giá mức độ viêm nhiễm của răng đó, thì mới có được phác đồ chính xác được. Và tất nhiên ở trong trường hợp này thì vị khán giả có chia sẻ là tôi có một thuốc kháng sinh cho cháu uống nhưng mà không hết viêm, thì ngay bây giờ có lẽ là cũng dừng uống kháng sinh đúng không ạ? Dạ vâng. Chúng ta phải có được một cái xác định được nguyên nhân, chính xác nguyên nhân thì chúng ta điều trị mới hiệu quả. Còn việc sử dụng thuốc, chúng ta chỉ điều trị được triệu chứng, còn nguyên nhân khi chúng ta không xử lý được thì cái tình trạng đấy vẫn sẽ tiếp tục xảy ra, tiến triển và kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cháu. Và một câu hỏi thứ hai đó là thưa bác sĩ, là xỉa răng sau khi ăn thì nó có gây viêm nhiễm hay không? Người dân chúng ta sau khi ăn nhai thường có một thói quen là sử dụng tăm tre, thì đây cũng là một trong những cái vấn đề có thể gây ra viêm nhiễm vùng hàm mặt. Việc vệ sinh nó không được đảm bảo, họ có thể để ở những vị trí không vệ sinh, bụi bặm nhiều này. Với tăm tre có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cái vùng khe nướu, cái vùng gai nướu ở giữa các răng, gây tổn thương phần gai nướu. Và một số trường hợp mà chúng tôi cũng đã từng gặp đó là việc khi bệnh nhân sử dụng tăm tre thì đầu tăm tre đã gãy ở lại trong khe nướu, khiến cho bệnh nhân đau nhức khó chịu, thậm chí là áp xe, và cuối cùng là phải lên các bệnh viện để mà xử trí vấn đề mà áp xe nhiễm trùng do dị vật gây ra. Theo tôi nghĩ thì mọi người nên tập một thói quen đó là hạn chế sử dụng tăm tre, mà thay vào đó chúng ta hãy sử dụng chỉ nha khoa và tăm nước kết hợp để làm sạch, và thứ hai là hạn chế gây tổn thương nướu, và nó sẽ giúp cho sức khỏe răng miệng của chúng ta sẽ được cải thiện nhiều hơn. Vâng ạ, và một câu hỏi cuối cùng, xin bác sĩ chia sẻ thêm về phương pháp chữa tủy răng. Dạ. Trong răng thì có một hệ thống tủy răng, nó bao gồm thần kinh và mạch máu để nuôi dưỡng và thu nhận cảm giác cho răng. Khi bằng việc răng chấn thương hoặc là răng bị sâu ảnh hưởng trực tiếp đến tủy gây cho tình trạng viêm tủy, thì lúc này chúng ta buộc phải sử dụng đến phương pháp là điều trị tủy. Tức là chúng ta sẽ làm sạch phần tủy đã bị viêm hoặc hoại tử trong lòng của răng, tạo hình lại ống tủy và sau đó thay thế cho tủy răng bằng các vật liệu trơ. Và trong quá trình này thì có thể tùy theo mức độ viêm nhiễm thì có thể thực hiện việc quay các thuốc điều trị, các thuốc sát khuẩn để làm sạch tủy răng và một phần nào đó là làm sạch chóp răng để hiệu quả điều trị được cải thiện. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Công Minh đã tham gia chương trình và chia sẻ những thông tin rất là bổ ích liên quan đến bệnh viêm nhiễm vùng hàm mặt. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và gửi câu hỏi đến chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.